365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 12 tháng 2. Lời Chúa trích Phúc Âm Thánh Matthew chương 6 câu 33. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Lời Thánh Y Nhã. Thiên Chúa rộng lượng ban cho bạn của cải trần thế cách tràn đầy, để bạn tìm cho mình những giá trị vĩnh cửu. Suy niệm: sinh vào đời là đi tìm, cả đời người là hành trình tìm kiếm. Tìm hạnh phúc là điều trên hết. Nhưng hạnh phúc đích thật là gì? Và tìm ở đâu? Hạnh phúc đích thật không chỉ giới hạn ở cuộc sống trên thế gian này, mà hạnh phúc đích thật vươn ra khỏi chiếc đồng hồ đo thời gian của con người và chạm tới vĩnh cửu. Tuy nhiên, trên hành trình đi tìm hạnh phúc đích thật, con người với thân phận yếu đuối, dễ lung lay, thường hay bị những tiếng kêu của sự dữ, với vỏ bọc hào nhoáng bên đường mời gọi, để rồi khi dừng bước, nghe theo tiếng gọi hào nhoáng đó, con người đánh mất đi giá trị vĩnh cửu, đánh mất đi lẽ sống chính yếu của đời người. Vì thế, Thánh Y Nhã với kinh nghiệm được biến đổi từ lối sống đi tìm vinh quang trần thế, được Chúa chạm đến, để rồi chỉ đi tìm vinh quang Thiên Chúa mà thôi. Ngài đã nhắc nhớ chúng ta: Thiên Chúa rộng lượng ban cho bạn của cải trần thế cách tràn đầy, để bạn tìm cho mình những giá trị vĩnh cửu. Như vậy, của cải trần thế là tiền bạc vật chất và cả danh vọng lẫn sắc đẹp đều là ân sủng Chúa ban để ta hưởng dùng và hướng về mục đích chính. Đó là đi tìm cho mình những giá trị vĩnh cửu. Giá trị vĩnh cửu là nước Thiên Chúa, là sự công chính của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã nói. Vì thế, người tìm kiếm cần khôn ngoan, luôn ưu tiên tìm nước Thiên Chúa và sự công chính trước. Tất cả những thứ khác, dù hấp dẫn đến mấy, dù ta có ao ước đến mấy, đều cần được đưa vào chuẩn mực và nền tảng cùng lẽ sống chính yếu này. Hồn sống trong ngày. Mời bạn cùng tôi dừng bước xem xét một điều gì đó ta đang đi tìm. Trong cầu nguyện, ta xin Chúa hướng dẫn, giúp ta nhận ra điều ta đang tìm có tương hợp với tinh thần của nước Thiên Chúa và đúng theo sự công chính của Chúa không? Cũng như điều ta đi tìm có hương thơm của giá trị vĩnh cửu,
hay chỉ là một chút thỏa mãn chóng qua? Một lời mật ngọt chết ruồi của thần dữ. Thật khiêm tốn trong cầu nguyện. Xin Chúa giúp ta biết uốn nắn lại trái tim của mình, để không dại dột, mải mê đi tìm những điều không đưa lại hạnh phúc đích thật, mà khôn ngoan đi tìm những điều mang giá trị vĩnh cửu. Trên hết là đi tìm Chúa, nước Chúa và sự công chính của Chúa. Về muôn nơi, từ muôn chim thú mây trời, ngày đêm năm tháng trong đời, không ngoài bàn tay nhân ái, Chúa ơi. Yêu thương Ngài gọi tên con, mời con nhanh bước lên đường, dìu con qua những bước cùng Ngài đến muôn phương. Chúa hiểu lòng con, Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời bước vào cuộc đời nhân chứng cho tình yêu Chúa muôn nơi. Nhưng tình Ngài luôn chan chứa, dìu đưa con bước theo Ngài. Bao nhiêu phận đời đã đoan, còn mang kiếp sống cơ hàn, khổ đau muôn kiếp lan tràn, lạc loài bàn chân đơn bước lang thang. Con đâu nào hiểu một mai, gọi con đi giữa muôn loài, sẽ chia ân thánh của Ngài, sống cùng Ngài đến tương lai. Bao la nhận muôn ân phúc chan hòa, dù con đôi lúc bất hòa, thân phận mong manh yêu đuối ngã xa. Trao ban một đời thiêng liêng, bồi an con lúc ưu phiền, tình thương Thiên Chúa nhân hiền, với Ngài lòng mến vô biên. Chúa hiểu lòng con, Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời bước vào cuộc đời nhân chứng cho tình yêu Chúa muôn nơi. Dẫu rằng đời con bất tôn, còn mang lầm lỗi muôn phần, nhưng tình Ngài luôn chan chứa, dìu đưa con bước theo Ngài.
con Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời bước vào cuộc đời nhân chứng cho tình yêu Chúa muôn nơi. Dẫu rằng đời con bất tuân, còn mang lầm lỗi muôn phần, nhưng tình Ngài luôn chan chứa dìu đưa con bước theo Ngài. Nhưng tình Ngài luôn chan chứa dìu đưa con bước theo.